Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất. Chào các bạn, tôi là Luật sư Vlog. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi đến phần thứ hai, phần cuối cùng của bản án sơ thẩm vụ án Hồ Duy Hải. Mặc dù qua điều tra không thu giữ được thất tròn là hung khí đập vào đầu nạn nhân Ánh Hồng, dao Thái Lan dài khoảng 30cm là hung khí dùng để cắt cổ các nạn nhân sau khi bị đánh bất tỉnh, song qua lời khai của bị cáo đều trùng khớp với bản ảnh hiện trường có thất tròn bằng gỗ nằm cạnh các nạn nhân, dao Thái Lan dài 30cm, các nhân chứng Võ Văn Hùng, Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Văn Vàng là đội trưởng và đội viên dân phòng được bưu cục thuê dọn dẹp hiện trường sau khi khám nghiệm, thu tại kẹt vách với tấm bảng, sau đó có báo cáo công an nhưng dao không dính máu nên không thu giữ. Các anh dân phòng sử dụng cạo máu khô trên nền gạch sau đó đốt cùng với các vật dụng khác. Điều này phù hợp với lời khai nhận tội của bị cáo khi gây án, xuống nhà sau rửa sạch dao lên để vào khe bảng với vách tường hướng trái từ dưới lên, cũng như Hồ Duy Hải thừa nhận chỉ đến bưu cục Cầu Voi một vài lần ở ngoài quầy lấy báo, chưa bao giờ vào phía trong bưu cục Cầu Voi. Nhưng khi điều tra, mô tả rất chính xác như là ghế salon, buồng ngủ, ga trải giường, phòng nấu ăn, phòng vệ sinh. Đặc biệt là cửa sắt cuốn của bưu cục khi nạn nhân Nguyễn Thị Thu Vân mua trái cây về kéo cửa sắt xuống. Và cũng chính bị cáo khai, sau một tuần gây án, sợ bị phát hiện nên đốt quần áo sau nhà, cơ quan điều tra đến lập biên bản thu giữ. Các căn cứ trên còn phù hợp với các biên bản nhận dạng tài sản chiếm đoạt, hung khí gây án, lời khai nhận của bị cáo trước cơ quan điều tra và tờ tự khai của bị cáo về hành vi phạm tội, nhất là những lời hối hận với việc làm, lỗi với gia đình của bị cáo và xin lỗi gia đình các nạn nhân để gia đình bồi thường hậu quả đã xảy ra để mong giảm nhẹ hình phạt. Tất cả chứng cứ trên hoàn toàn phù hợp với lời khai nhận của bị cáo trong khi điều tra cũng như trước tòa qua thẩm vấn công khai. Cho nên cáo trạng số 97 ngày 1 tháng 10 năm 2008 của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An truy tố Hồ Duy Hải về tội giết người và cướp tài sản theo khoảng 1 điểm A, E, điều 93 và khoảng 1 điều 133 Bộ Luật Hình sự là hoàn toàn có căn cứ đúng pháp luật. Trước tòa, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố đề nghị áp dụng khoảng 1 điểm A, E, điều 93, khoảng 1 điều 133 và khoảng 1 điểm B, P, điều 46 Bộ Luật Hình sự xử phạt Hồ Duy Hải tử hình về tội giết người và 5 đến 7 năm tù về tội cướp tài sản. Áp dụng điều 50 Bộ Luật Hình sự tổng hợp hình phạt hai tội danh là tử hình. Xét thấy vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 13 tháng 1 năm 2008, Hồ Duy Hải đến cửa hàng bưu điện Cầu Voi gặp Nguyễn Thị Ánh Hồng, ngồi nói chuyện một lúc, có Nguyễn Thị Thu Vân mãn ca trực vào, Hải đưa tiền cho Thu Vân đi mua trái cây, lúc này Hải khống chế giật ngã Ánh Hồng trong khu vực bếp, dùng thớt gỗ đập đầu, dùng dao cắt cổ đến chết. Khi Thu Vân về, Hải tiếp tục dùng ghế xếp nệm đánh vào đầu, dùng dao cắt cổ đến khi chết, lấy tài sản là nữ trang của hai nạn nhân, lấy 1.400.000 đồng, sim cạc và điện thoại của bưu điện. Hành vi trái pháp luật của bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chỉ vì cá cược bóng đá thua độ hết tiền, giết chết cùng lúc hai mạng người để chiếm đoạt tài sản, xâm phạm cùng một lúc hai khách thể, nghiêm trọng là giết người và cướp tài sản, tước đoạt vĩnh viễn cuộc sống của hai công dân, gây đau khổ và mất mát lớn, không gì bù đắp nổi cho gia đình của hai nạn nhân. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trong ngày sau Tết. Phạm tội với quyết tâm cao đến cùng, che giấu hành vi phạm tội, xem thường tính mạng người khác, để lại cảnh tượng rùng rợn khi nhìn thấy các nạn nhân chết bị cắt cổ đầy máu. Mất đi tính người không thể cải tạo, bị dư luận xã hội lên án, đòi hỏi pháp luật phải nghiêm trị. Xét thấy tính chất nguy hiểm của hành vi, hậu quả vụ án và nhân thân bị cáo, cần áp dụng hình phạt cao nhất do Bộ Luật Hình sự quy định, là loại khỏi bị cáo vĩnh viễn đời sống xã hội để răn đe và phòng ngừa. Đúng ra chỗ này nên viết là loại bị cáo vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội để răn đe và phòng ngừa, thì lại ghi là loại khỏi bị cáo. Cho nên là cái câu văn của cái văn bản này tôi đọc tôi rất là khó chịu ở cái bản án này, kỳ cục lắm. Xong, sau khi nghị án, có xem xét đến thật thà khai nhận, ăn năn hối cải, gia đình khắc phục một phần hậu quả. Gia đình có bà được tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng, có ông được tặng huân chương kháng chiến, nhưng với những tình tiết giảm nhẹ này so với hành vi, hậu quả vụ án cũng không thể không áp dụng hình phạt cao nhất với bị cáo. Xét về trách nhiệm dân sự, sau khi Nguyễn Thị Ánh Hồng, Nguyễn Thị Thu Vân chết, gia đình Nguyễn Thị Ánh Hồng do Nguyễn Văn Mừng, cha đẻ tổ chức chi phí mai táng tổng cộng là 33 triệu đồng. Xét các chi phí trên là thực tế, gia đình bị cáo đã bồi thường là 22 triệu đồng.
Số còn lại cần buộc bị cáo phải tiếp tục bồi thường và chiếm đoạt tài sản gồm một đôi bông toàn ten, một dây chuyền có mặt bông hoa, một lắc đeo tay có trái châu và hai nhẫn kiểu đều là vàng 18. Gia đình Nguyễn Thị Thu Vân do ông Nguyễn Văn Hộ là cha đẻ tổ chức chi phí mai táng tổng cộng là 22 triệu đồng. Gia đình bị cáo đã thỏa thuận bồi thường 22 triệu đồng không yêu cầu. Yêu cầu trả tài sản chiếm đoạt như một dây chuyền, một chiếc vòng đeo tay và một chiếc nhẫn đều là vàng 18. Tài sản của cửa hàng bưu điện do ông Đinh Phú Hùng làm giám đốc gồm một điện thoại Nokia loại 1100, sim cạc điện thoại trị giá 10 triệu 400 ngàn đồng, 1 triệu 800 ngàn đồng tiền mặt chiếm đoạt gây thiệt hại tài sản và không kinh doanh do giảm thu nhập là 10 triệu đồng. Trước tòa yêu cầu bồi thường tổng cộng 23 triệu 200 ngàn đồng cần buộc bị cáo bồi thường. Qua điều tra vụ án còn thể hiện Hồ Duy Hải có hành vi cá cược bóng đá được thua bằng tiền và ghi số đề được thua bằng tiền. Cơ quan điều tra tách khỏi vụ án điều tra làm rõ xử lý sau nên không đề cập đến vụ án. Trong khi điều tra, cơ quan điều tra có thu một nhẫn kim loại màu vàng cẩn hai hột đá 893.000 đồng, 4 nhẫn kim loại một trắng 3 màu vàng, một thẻ sim cạc điện thoại thuê bao số 0938105079, một đoạn dây thắt lưng bị cháy dở, một bộ móc quần áo, một dây kéo quần, 5 nút kim loại tròn, 2 mảnh vải thun cháy dở, một mảnh vải cháy dở màu đen, sọc nhuyễn màu xanh, một miếng bọc xốp bằng ni lông màu xanh, sọc đen, một mũ bảo hiểm màu nâu, viền xám, một điện thoại di động hiệu Nokia N73, một sim cạc số 0909015712 và một xe mô tô số 62F5-0142 của Nguyễn Thị Rưỡi. Xét các tài sản thu giữ được như trên, nữ trang là của gia đình bị cáo Nguyễn Thị Loan, xe mô tô của dì bị cáo Nguyễn Thị Rưỡi cần trả lại cho gia đình, điện thoại di động của Hồ Duy Hải tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án, các tài sản còn lại không có giá trị sử dụng và là tài sản liên quan đến vật chứng trong vụ án nên tịch thu tiêu hủy. Xét ghế inox hiệu Hòa Phát của cửa hàng bưu điện cần phải trả lại cho bưu điện Cầu Voi, một đôi dép xốp màu trắng của Nguyễn Thị Thu Vân cần trả lại cho gia đình. Vì các lẽ trên, quyết định tuyên bố bị cáo Hồ Duy Hải phạm tội giết người và cướp tài sản, áp dụng khoản 1 điểm A, điểm E, điều 93, khoản 1 điều 133, khoản 1 điểm B, P và khoản 2 điều 46 Bộ luật hình sự xử phạt. Bị cáo Hồ Duy Hải tử hình về tội giết người và 5 năm tù về tội cướp tài sản, áp dụng điều 50 Bộ luật hình sự. Tổng hợp hình phạt bắt Hồ Duy Hải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là tử hình. Áp dụng điều 610 Bộ luật dân sự, bắt Hồ Duy Hải phải bồi thường cho 1. Nguyễn Văn Mừng 33 triệu đồng tiền mai táng chi phí cho Nguyễn Thị Ánh Hồng, nhưng được trừ 22 triệu đồng đã nộp trước, còn tiếp tục nộp 11 triệu đồng. Một dây chuyền vàng mặt bông hoa, một đôi bông toàn ten, một lắc đeo tay có trái châu bằng vàng, hai nhẫn kiểu bằng vàng. 2. Nguyễn Văn Hộ mai táng 22 triệu đồng, gia đình bị cáo đã bồi thường xong 22 triệu đồng, một dây chuyền vàng, một chiếc vòng đeo tay bằng vàng, một chiếc nhẫn màu vàng, tất cả các nữ trang trên của hai nạn nhân trị giá 3 triệu 500 ngàn đồng. 3. Bưu cục Cầu Voi, một điện thoại Nokia loại 1100 trị giá 1 triệu đồng, 10 triệu 400 ngàn đồng trị giá sim kẹt và 10 triệu đồng thiệt hại tài sản và không thu nhập. 1 triệu 800 ngàn đồng chiếm đoạt tổng cộng là 23 triệu 200 ngàn đồng, áp dụng điều số 305 Bộ luật dân sự để thi hành án dân sự. Áp dụng điều 41 Bộ luật hình sự, tịch thu tiêu hủy một đoạn dây thắt lưng bị cháy dở, một bộ móc quần áo, một dây kéo quần, 5 nút kim loại tròn, 2 mảnh vải thun cháy dở, một mảnh vải cháy dở màu đen sọc xanh, một miếng bọc xốp ni lông màu đen sọc xanh, một sim cạc số 0909015712, một sim cạc số 0938105079. Trả lại các tài sản như sau cho Nguyễn Thị Rưỡi, một xe mô tô số 62F5-0142, Nguyễn Thị Loan, một nhẫn kim loại màu vàng cẩn 5 hột đá trắng, một nhẫn kim loại màu vàng cẩn 2 hột đá trắng, 4 nhẫn kim loại một trắng 3 màu vàng 893.000 đồng. 3. Trả lại Đinh Phú Hùng một ghế inox hiệu Hòa Phát. 4. Trả lại Nguyễn Văn Hộ một đôi dép xốp màu trắng của Nguyễn Thị Thu Vân đã chết. Tất cả các tài sản trên do thi hành án dân sự tỉnh Long An quản lý. Bắt Hồ Duy Hải phải nộp 50.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 1 triệu 880.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. Án xử sơ thẩm công khai, báo cho bị cáo, người đại diện hợp pháp của người bị hại, nguyên đơn dân sự và người có quyền và lợi ích liên quan biết có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Như vậy là chúng ta đã vừa trải qua cái quá trình đọc rất khó khăn của luật sư đối với vụ án của Hồ Duy Hải. Các bạn thấy là cái nội dung của cái vụ án Hồ Duy Hải ở cái bản án sơ thẩm này nó có khác gì với bản cáo trạng hay không, và nó có khác gì với bản kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hay không, và
nó có khác gì với bản án giám đốc thẩm khi ông Nguyễn Hòa Bình lập luận bác bỏ những cái kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hay không? Các bạn vui lòng comment phía bên dưới video để chúng ta cùng nhau trao đổi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi.